Rùa Người Đức và 4 điều mà bạn không thể bỏ qua. Thứ nhất, chúng ta sẽ được miễn phí học tập và nhận lương thực trong quá trình học tập. Trong 2 hoặc 3 năm học nghề, sinh viên được miễn phí hoàn toàn học phí, ngoài ra còn được đi thực tập tại các doanh nghiệp có lương từ 1.000 euro một tháng. Ngoài ra, với những ai muốn kiếm thêm thu nhập cũng có thể tận dụng thời gian vào 2 ngày cuối tuần để làm thêm, nhưng tối đa chỉ được 20 giờ trên tuần. Thứ hai, đó chính là không yêu cầu cao về học lực và tài chính. Được miễn phí học tập, nhận lương thực tập, không yêu cầu cao về học lực của sinh viên nên du học nghề Đức phù hợp với hầu hết các bạn sinh viên. Từ năm 2021, Đức miễn chứng minh tài chính khi du học nghề với các bạn có bằng B1 nên bạn hoàn toàn không mất nhiều chi phí. Thứ ba, tỷ lệ đỗ visa gần như là tuyệt đối. Với bằng B1 tiếng Đức là bạn đã gần như được cấp visa du học nghề tại đây. Bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì chỉ trong 3 tuần là bạn đã có thể nhận được thông báo đỗ visa. Chỉ từ chối cấp visa khi bạn không cung cấp đủ giấy tờ hoặc sức khỏe của bạn không đáp ứng yêu cầu thôi nhé. Và cuối cùng đó chính là các bạn có việc làm ngay sau khi ra trường và có cơ hội định cư tại Đức vĩnh viễn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận ngay vào làm chính thức với mức lương khởi điểm là 2.000 đến 3.000 euro. Và kinh nghiệm từ 5 đến 8 năm là bạn đã có cơ hội định cư vĩnh viễn tại Đức.